Trước mặt chúng ta đó là cây cầu cầu bông. Mình đi ở dưới gầm cầu bông. À, cầu Bùi Hữu Nghĩa chúng ta đây. Ngay dốc góc giao lộ đây là có cầu Thị Nghè nè. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị bạn có thể nhấn cái nút đỏ đăng ký subscribe và cái nút hình cái chuông để khi có video mới các anh chị bạn sẽ cập nhật sớm hơn, khỏi chúng ta khỏi mất công phải tìm kiếm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video tiếp theo. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Trước mặt chúng ta đó là cầu Bông. Và đây có cái giao lộ Phan Xích Long đi về cái khu Miếu Nổi. Hành trình hôm nay em dẫn các anh chị và các bạn đi lên cầu Bông và đi dọc theo cái con kênh Nhiêu Lộc ngày nay để chúng ta xem những hình ảnh Sài Gòn ngày nay và nhìn lại những hình ảnh Sài Gòn ngày xưa, xem bây giờ khu vực này có gì thay đổi không á. Thì Sài Gòn chỗ này rất là phát triển nhưng mà xung quanh thì cũng chỉ những cái con đường quen thuộc. Thỉnh thoảng thì dẫn các anh chị bạn đi vô những con hẻm, những căn nhà xưa để chúng ta cùng dòm ngó lại những cái căn nhà mà mình đã từng gắn bó. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái nội dung đi vòng vòng ngoài đường để mình xem những cái hình ảnh, cập nhật những cái hàng quán, những cái khách sạn, những cái gì đó là lạ. Đây là cầu Bông ngày xưa không có khang trang như vậy, sau này nhà nước mới tu bổ lại, nâng cấp lại cầu Bông để cho cái gầm cầu nó cao tí để tránh tình trạng kẹt xe ở dưới cái cung đường Hoàng Sa, Trường Sa. Ở đây chúng ta sẽ quẹo phải nè, ở đây có cái quán vịt quay rất là ngon, vịt quay Quỳnh Ký. Mình sẽ quẹo phải con đường Trần Quang Khải. Và chúng ta sẽ quẹo qua con đường nhỏ để đi ra cái bờ sông nơi Trần Quang Khải này. Đi tới tí nữa mình có cái chợ Tân Định. Bên đây có cái đình Nam Trơn, bên tay trái chúng ta có đình Nam Trơn, cái đình nổi tiếng với bữa có cái sư phụ dạy võ trưởng ra điện. Chúng ta sẽ quẹo phải nha. Đây quẹo phải, đây là cái đường gì đây? Đây là đường Trần Quang Khải luôn. Đường Trần Quang Khải, bên kia là cầu Hoàng Hoa Thám, nhưng mà chúng ta sẽ không lên cầu ha, chúng ta sẽ đi dưới chân cầu và dọc theo cái đường dọc theo kênh Nhiêu Lộc
thẳng bên kia là chúng ta có đi qua cái khu chung cư Miếu Nổi á, cái đường dạng hoa đó, hoa đào, hoa lan, hoa phượng. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha, bên kia là đường Đặng Văn Ngữ, có cái chùa. Đối với con đường này thì ngày nay rất là nhiều sự thay đổi, bởi vì những cái dòng kênh tàu năm xưa đã nạo vét và làm lại cái bờ kè công viên rất là đẹp, và buổi tối có những cái con tàu để chở khách đi tham quan vòng vòng con kênh này. Ai mà ngờ con kênh tàu hủ ngày xưa bây giờ trở thành một cái địa điểm du lịch, nó giống như là cái khu Lucky ở Singapore, khu Broadway, khu ăn uống sầm uất ở Singapore ha. Còn chúng ta đây thì có cái khu bờ sông. Trước mặt chúng ta đó là cái cầu bông. Mình đi ở dưới gầm cầu bông. Cái đường này mà nâng cao lên là chúng ta sẽ đụng nóc cầu luôn. Ở khu vực này có cái quán phở cũng rất là nổi tiếng, quán phở Phường 25 Hoàng Sa. Và nhìn lại đây là cái cầu Bùi Hữu Nghĩa. Cầu Bùi Hữu Nghĩa chúng ta đây. Cầm bờ sông thì bây giờ là công viên rất là đẹp luôn. Tới tí nữa thì chúng ta có cái cầu Điện Biên Phủ. Khu vực này có rất là nhiều cầu để bắc qua cái con kênh Nhiêu Lộc này. Về cái tượng đài cao cao đó cho xin cái comment nha. Tượng đài rất là xưa rồi đó, có lẽ ngày xưa đó là nơi canh gác của quân đội ngày xưa. Con đường này bây giờ rất là trống trải ha, mình đi rất là thoải mái, và buổi tối thì có rất là nhiều cái quán cà phê, rồi những cái quán lẩu dê, rồi nhà nghỉ, khách sạn, khu vực Đa Cao này, vùng đất cổ của Sài Gòn.
Nhắc đến Đa Cao thì phải nhớ đến khu khu vườn chuối ngay giao lộ Lê Văn Duyệt và Phan Thanh Giản, có một cái nhà xưa. Thì theo cô chú anh chị, đó là căn nhà 309. Nhưng mà cô chú anh chị, chú comment nhờ em đi đến những cái địa điểm để biết đâu chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh của người chị, người chị thất lạc ở cái thời loạn lạc ở khu vực cư xá Đô Thành. Đây là ngay dốc góc giao lộ, đây là có cầu Thị Nghè nè, ngay đây hồ bơi Ít Kiêu, cầu cầu Thị Nghè, hồ bơi Ít Kiêu, Thảo Cầm Viên. Chúng ta đi đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, xưa kia là Hồng Thập Tự. Nãy chúng ta nói đến cái nhà ngay góc Phan Thanh Giản, ngay đó hồi xưa có cái mỹ phẩm rất là nổi tiếng, Thô Đa Cao. Lúc xưa nghe quảng cáo radio truyền hình lúc 12 giờ trưa 1 giờ rưỡi, mỹ phẩm Thô Đa Cao nổi tiếng Sài Gòn. Đây mặt bên hông của sở thú, cũng như các điểm du lịch khác ở quốc gia khác, thì Sài Gòn chúng ta cũng có những cái điểm du lịch như là Thảo Cầm Viên, rồi cà phê Du Thuyền. Ở ngay cầu Thị Nghè đó có cà phê Du Thuyền. Nếu các anh chị bạn có về Sài Gòn thì mình có thể ghé nó uống cà phê ha. Rồi buổi tối thì mình có lên tàu chạy vòng vòng. Cái đường Hồng Thập Tự này ngày xưa có cái đài truyền hình số 9 Hồng Thập Tự. Trung tâm truyền hình quốc tế, truyền hình Việt Nam. Đây là số 7 Nguyễn Thị Minh Khai. 7C, 7D rồi đến cái hẻm số 7. Rồi tới kia là số 9 Nguyễn Thị Minh Khai. Thì bây giờ đó là HTV, tòa nhà đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV7, HTV9. Rồi bây giờ có rất là nhiều số, HTV3. Bây giờ thì em mới hiểu là số 9 là cái địa chỉ ngày xưa luôn. Ngày xưa TV cũng có kênh 9. Chúng ta sẽ quẹo trái đường Đinh Tiên Hoàng ha. Quẹo trái Đinh Tiên Hoàng để đi về đường Bạch Đằng, Cường Để, Tôn Đức Thắng ngày nay. Nhân em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng cái cung đường trên kênh Còn Nghe Mô Tô. Nhân em cũng xin chúc anh chị các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Nắng quá.
tiện việc theo dõi thì các anh chị bạn có thể nhấn cái nút đỏ đăng ký subscribe và cái nút hình cái chuông để khi có video mới các anh chị bạn sẽ cập nhật sớm hơn, khỏi chúng ta khỏi mất công phải tìm kiếm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video tiếp theo. Thánh đường du xe. Đấy, đằng kia là hãng ống tàu Ba Son, nơi đây ngày xưa nổi tiếng cái món bò bía, bò lá lốt. Hẻm số 5 Nguyễn Trung Ngạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn. Chúng ta đi xíu nữa nha, xíu nữa để đi đến cái đường Tôn Đức Thắng luôn, cập nhật một số hình ảnh. Con đường này đang làm lại nè, rất là đông đúc kẹt xe. Bữa nay Sài Gòn đổ lửa, cùng các anh chị lang thang phiêu bạt khắp Sài Gòn gia đình. Quá trời nắng luôn. Không nổi. Chúng ta quẹo đường lên hết tôm thôi. Trời nắng luôn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.